Hi, hello, xin chào cả nhà. Thì bây giờ ba mẹ con đang ở cái mặt ở tại chợ đêm Nam Bên. Có mấy ba Campuchia này dẫn ba mẹ con đi. Thì ba mẹ con đi sẵn tiện quay phim chia sẻ với cả nhà luôn. Hôm nay mình sẽ đi mình mua đồ ăn street food ở Campuchia này có cái gì ba mẹ con quay hết chia sẻ với cả nhà luôn. Mấy lần trước đi gặp trời mưa không đi cũng được. Hôm nay cũng thấy trời mưa nhưng mà nó về nó tạnh rồi, hên ghê. Rồi, hôm nay về đêm rất là đông nha. Mình hãy chân ba đi cò đi chơi cho biết nha. Wow. Hết hồn. Đây chờ đêm đây. Nấm bên nay mát kiệt không? Quay phim người ta mà. Hôm nay mình đang có một cái lễ hội Festival của Japan. Hướng dẫn. Đây là hướng dẫn cách mấy anh em đi quay selfie thấy không? À. Good. Number one. Đúng rồi, mình phải hướng dẫn mấy anh em. Đó, đúng rồi. Đúng rồi, good. Khoảng 15-10 giây là ok. Đây là mấy anh em mình đào tạo nè. Đó, cho mấy anh em biết làm vlog để đổi đời. Đó, đó cái thấy không? Những cái cách quay mà mình có thể selfie. Những em này nó không có
À, bây giờ ở đây nó rộng lớn quá, bây giờ mình đi theo hướng bên nào đây? Hướng mé bên đây trước hả? Đi bên phải trước đúng không? Phải lên rồi xong mình vòng lên rồi mình vòng qua đây. Bây giờ nè. Chứ không hồi lát nữa lộn 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 luôn rồi nha. Đi lát luôn rồi đây. Sapporo. Curry, cơm cà ri. Hai đô một chén. Đây. Một đô được. Dạ, một đô được luôn. Thank you, thank you. Hai đô bán mà một đô bán luôn. Oh, 11. Japanese dry. Udon. Japan, Japan. Japan. You how much? How much? 11. 11 dollar. Yes. Rẻ mà. Có mà uống kìa. Uống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ก็ทำบ้านเชียบดังให้ชาวบ้านเคยลือเนี่ยมันไม่ค่อยกับเราอย่างนั้นลูกคือในช่วงปากชาวบ้านบันไดเตี๋ยวเท่านั้นอัปปะฮามจะทำสำเร็จยังไงสำเร็จนั้นเมื่อสั่งยมก็ทำสำเร็จมีสำเร็จสัตว์ให้ชีพผมเปิดสัตว์เตี๋ยวสำเร็จนี่คือสัตว์สังได้ชีพสำเร็จในช่วงบุกฮัตบุกฮัตตามสัตว์นะบ้านเชียบภาษาสัตว์ใช่จุ่มไหลนี่จุ่มให้จุ่มเลี้ยงจ้าจุ่มเลี้ยงสัตว์ตะเปิลกับวัดเพลินได้ไหมอันนี้ตอนบอกว่าที่ยมก็ทำมาสั่งจะลุก
tiếng sầm lên nó chọn tận miền tây cài cả từ tiếng hát thằng thua sầm lên sway thằng đào sway con cái miếng nước dừa sao không lấy mua cái này là có chai nước dừa mua chai nước dừa riêng nó cho luôn chai nước dừa mua này có chai nước dừa đâu có mấy đó em nhìn đi lấy một xong xong lấy cái này có xong xong lấy cái này buôn phi mây mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.